các bạn có thể giữ trật tự chút xíu nữa. Các bạn biết không, thì hình ảnh cánh cò gắn liền với những cánh đồng của Việt Nam chúng ta. Thì ở đây có bạn nào ở miền quê không ạ? Mình thấy có rất nhiều bạn ở những nơi khác lên đúng không? Thì chắc hẳn là sẽ cũng sẽ có những cánh đồng. Thì hình ảnh cánh cò gắn liền với những cánh đồng Việt Nam, và những cánh đồng ấy nơi mà những con người, những người thân chúng ta hàng ngày lam lũ để tạo ra những hạt thóc nuôi lớn chúng ta từng ngày. Và nơi đó có hình ảnh của người mẹ của chúng ta các bạn ạ. Một hình ảnh rất là đơn sơ, mộc mạc nhưng không kém phần dịu dàng và bao dung. Sau đây xin mời các bạn hãy đến với phần trình diễn một bài múa rất là truyền cảm, êm dịu, tên là bài múa Cò Lả do phần trình diễn của lớp 18DDS2A. Các bạn hãy dành tràng tay thật lớn đúng không ạ? Thank you.
rất là nóng rồi đúng không các bạn? Và sau đây thì các bạn có biết không, hình như là thơ văn hay là bài thơ ca nhạc cũng như là các bài diễn giả thì chúng ta có phần dường như là thiên nhường hơn đối với người cha. Có lẽ là người cha của chúng ta có phải là quá khắt khe với mình, hay là mình đã không dành đủ thời gian để tâm sự cũng như là lắng nghe, thấu hiểu những nỗi lòng của người cha đúng không ạ? Có ai trong đây tự tin rằng mình là bạn của người cha mình không? Hình như mình thấy hơi ít cánh tay đúng không ạ? Có 1-2 cánh tay giơ lên rồi. Và có lẽ là do quá ít tâm sự thì chúng ta đã chưa bao giờ nghe được những điều mà ba chúng ta giấu trong lòng. Và sau đây để có thể hiểu hơn thì xin mời các bạn đến với bài hát với một giọng hát vô cùng truyền cảm của hai bạn là bạn Tuấn và bạn Long đến từ lớp 18DDS2A với bài hát là Ba Kể Con Nghe.
Có những tỷ phú đã dám dài bỏ 1 triệu đô la xanh chỉ để mua một năm tuổi trẻ, nhưng chỉ biết là họ không thể mua nổi điều đó bởi vì tuổi trẻ của bạn là vô giá. Vậy thì hãy làm cho điều vô giá của mình trở nên ý nghĩa. Đừng để nó mất đi, đừng để nó lãng phí. Hãy sử dụng nó để làm sao nó có giá trị nhất, để làm sao nó có hữu ích nhất. Chúc mừng các bạn và biểu diễn sau chương trình của mình. Cảm ơn các em.